Thưa quý vị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, bà con nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang tiếp tục xuống đồng để xả nốt những diện tích lúa còn lại của vụ đông xuân 2022-2023. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Ngay từ sáng sớm, rất đông bà con nông dân tại thôn Giáng Đông, xã Hòa Châu đã tập trung xuống đồng để chăm sóc lúa và tiếp tục xả các diện tích còn lại. Trong vụ đông xuân năm nay, nông dân toàn thành phố gieo xả khoảng 2.680 hecta lúa, trong đó chủ yếu là huyện Hòa Văn với khoảng 2.500 hectare. Do sang nguồn nước nên nông dân trên địa bàn sao Hòa Châu đã quyết định giao xạ gần như toàn bộ giống lúa trung và ngắn ngày như G02, DT100, Đại Thơm 8, Thiên U8, HT1, OM4900. Với tổng khối lượng lúa giống dài ngày được đăng ký đổi sang giống lúa trung và ngắn ngày lên đến 14,6 tấn. Ở thông hiện tại là 47 hectare thì uh, chủ yếu là giống trung và ngắn ngày đó là giống uh, đầy thơm tóm và dt &T và vn vrn hai mươi đó là những giống trung và ngắn ngày chứ còn, uh, cũng không dùng đến cái giống uh, về ngày đặc điểm của giống này thì nói chung là thị trường thì tiêu thụ uh, rất mạnh và giống là thơm và, và, và họ gọi là tráng được ngon cho nên được nhân dân cũng ưa chuộng uh, thứ uh, máy lúa giống ngắn ngày này. Không chỉ đẩy mạnh tái cơ cấu giống lúa trung ngăn ngày, các địa phương còn tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nước cho sản xuất dài hạn, như rút ngắn thời gian thu hoạch để tiết kiệm nước, chống hạn hán ngay từ đầu vụ đông xuân, hạn chế tình trạng chuột phá đồng. Các đơn vị chức năng cũng đã tăng cường hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa hiệu quả hơn. Đối với vụ sản xuất đông xuân uh, 2022-2023, thì ủy ban nhân dân xã đã triển khai các quyền pháp à, à, hướng dẫn bà con à, sản xuất đảm bảo lịch thời vụ đến nay thì diện à, với à, à, diện tích gieo sạ thì đạt à, à, trên tốn 10%. phần trăm để nông dân thuận lợi sản xuất vụ đông xuân, ủy ban nhân dân xã Hòa Châu cũng đã có phương án hỗ trợ giống và vật tư nông nghiệp từ sớm cũng được nhờ nước quan tâm hỗ trợ thì hỗ trợ được À, chỉ hết uh, 70% tiền giống rồi, còn uh, dân chỉ chịu 30%. Đó là uh, phần nông nghiệp huyện Hòa Vang đã hỗ trợ được cho dân cái đó là quá tốt. Do lịch xạ vụ đông xuân 2022-2023 trễ hơn so với mọi năm, lại vào tháng giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nên bà con khá vất vả. Tuy nhiên, ai cũng nỗ lực tranh thủ xuân đồng để bảo đảm lịch thời vụ, đảm bảo năng suất lúa cuối vụ.